Gia đình bà Hoàng Thị Đức, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng nghề trồng dâu nuôi tằm ở Lâm Đồng. Bà từng nuôi rồi bỏ, bỏ rồi lại nuôi. Sau một thời gian dài giá cán tằm ổn định ở mức cao thì nay lại xuống thấp chỉ còn khoảng hơn 70.000 đồng một ký. Gia đình bà Đức vẫn gắn bó với con tằm. Trong lúc cũng không ít nông hộ chặt bỏ dâu, chuyển đổi sản xuất sang cây trồng khác. Bởi với giá kén hiện nay, nếu phải mua dâu và thuê nhân công thì nông dân nuôi tằm sẽ thua lỗ. Giá cả nó xuống, mà tằm nuôi thì mùa mưa này thường thường là nó bệnh mủ này, bệnh nấm này, rồi bệnh nó đi ỉ dây á, phân kích dây đi tằm á, rồi bệnh nó chết quèo, nó kiểu tự nhiên nó mềm con tằm ra. Rồi là còn mà giá cả này thì nói chung dân không có lời. Dân nói chung giá này thì nếu mà tự nuôi, tự gia đình không phải thuê mướn á, thì nó cũng cứ thu ấy. Chứ còn giá có 70 thì nó rẻ lắm. Giá kén sụt giảm mạnh trong thời gian gần đây là do sản lượng kén tằm và các sản phẩm từ kén tằm của Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung phụ thuộc nhiều vào thị trường nước ngoài. Mặt khác, nguồn giống tằm sản xuất trong nước cũng chỉ đáp ứng 10% nhu cầu, còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào trứng nhập khẩu. Trong giai đoạn hạn chế giao thương do dịch bệnh COVID-19 vừa qua, đã có những thời điểm đứt nguồn và tình trạng nguồn giống kém chất lượng bán trôi nổi trên thị trường đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của nông dân. Trong lúc đó, các đơn vị có chức năng, khả năng sản xuất trứng giống tằm vốn đã ít ỏi lại gặp không ít khó khăn. Củng cố lại cái hệ thống sản xuất trứng giống tằm thì mới có thể cơ bản hình thành ra được cái khung sườn ban đầu để chúng ta có thể xây dựng được một cái nơi có thể sản xuất được cái trứng giống tằm ở cái quy mô và cái chất lượng mà chúng ta kỳ vọng. Và một trong những vấn đề hết sức quan trọng nữa đó là gì? Cái công tác chọn tạo giống tằm, nghiên cứu chọn tạo giống tằm phải là một cái công tác thường xuyên. Chúng ta không thể gián đoạn. Chúng tôi đã phải trả giá rất nhiều về cái chuyện gián đoạn trong cái quá trình nghiên cứu. Thì lúc đó nếu như chúng ta không có các cái chương trình chọn tạo giống mà chúng ta làm liên tục thì chúng ta sẽ không thể nào ứng phó nổi với lại cái sự cạnh tranh như thế. Và hệ quả là cái trứng giống chúng ta sản xuất ra không thể nào cạnh tranh được với cái sản phẩm của thương trường. Như vậy có thể thấy cả đầu vào lẫn đầu ra của ngành dâu tằm Lâm Đồng Việt Nam, một ngành kinh tế thế mạnh, đang chịu sự phụ thuộc vào nước ngoài và chưa chủ động được sản xuất. Để trụ vững qua thời điểm khó khăn này, nông dân, doanh nghiệp Lâm Đồng đã liên kết lại, tạo ra các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến và tìm thị trường tiêu thụ, trong đó ưu tiên khai thác thị trường nội địa. Liên kết với nhau là bây giờ thôi là bằng mọi cách làm sao để mà sản xuất được ra cái sợi tơ cao cấp. Thì trong quá trình liên kết như vậy thì là rất là nỗ lực, thì là chỗ anh Phước đã triển khai là từ khâu giống rồi làm ra mọi thứ để ra được cái sợi tơ mà đưa về đây dệt và khẳng định là có thể đạt được cái vải mà cấp cao để mà đi được các cái thị trường cao cấp trên thế giới. Đến nay Lâm Đồng có gần 8.400 hectare trồng dâu, giảm nhẹ so với năm ngoái do giá kén thấp, nông dân lại chuyển đổi một số diện tích trồng dâu nuôi tằm sang cây trồng khác. Tuy nhiên, sản lượng kén tằm 6 tháng đầu năm vẫn đạt hơn 4.700 tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nông dân Lâm Đồng vẫn gắn bó với nghề dâu tằm, mặc dù hiện tại đang gặp khó khăn. Vì vậy, đòi hỏi ngành chức năng cần kịp thời có giải pháp tháo gỡ nhằm phát triển ngành dâu tằm bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã giao cho Viện Nghiên cứu Tằm tơ Trung ương là xây dựng một cái dự đề tài nghiên cứu khoa học về sản xuất trứng giống tằm phục vụ trong nước. Đồng thời đó là hiện nay là cũng có nhiều cái giải pháp. Hiện nay là các cái đơn vị trong nước, trung tâm nghiên cứu nông lâm nghiệp Tây Nguyên cũng có những cái đề tài nghiên cứu, nhưng mà hiện nay việc cái bộ giống gốc của chúng ta hiện nay đang gặp khó khăn, cho nên là việc sản xuất trong thời gian hiện tại cũng phải tiếp tục là phụ thuộc vào cái thị trường trứng nhập khẩu. Về lâu dài chúng ta cũng phải có những cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư sản xuất trứng giống tằm tại chỗ, rồi các cái đơn vị nghiên cứu trong nước cũng như là của đóng trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thì cũng có cái
nghiên cứu để làm sao mà chúng ta chủ động được nguồn trứng giống tại địa phương. Trồng dâu nuôi tằm là nghề phù hợp với điều kiện sản xuất của Lâm Đồng, tạo cơ hội phát triển mạnh, đem lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bộ phận nông dân. Nhưng cả đầu vào là con giống cho đến đầu ra là cán tằm và các sản phẩm từ tơ tằm Lâm Đồng Việt Nam đều phải phụ thuộc vào sự biến động của thị trường nước ngoài. Điều này đã và đang đem lại những tác động bất lợi đến một ngành sản xuất thế mạnh của địa phương, khiến người sản xuất kinh doanh dâu tằm tơ thiếu sự yên tâm đầu tư. Vì vậy, Lâm Đồng cần có giải pháp tích cực để có thể chủ động phát triển ngành dâu tằm bền vững hướng đến xuất khẩu. Có như vậy, ngành dâu tằm tơ Lâm Đồng Việt Nam mới có thể đứng vững ở vị trí tiên phong trong khu vực và hướng ra thế giới như tiềm năng vốn có.